Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay vào bếp chia sẻ cả nhà cách làm lẩu kim chi chay nha. Lẩu kim chi chay sau khi hoàn thành rồi thì nó có cái vị chua rất là thanh và rất là dễ ăn. Cả nhà ăn lẩu Thái, lẩu chua cay á thì mình đã quen với cái vị rồi, ăn riết nó cũng ngán. Thì mình thay đổi bằng cái lẩu kim chi này thì rất là ngon và thú vị luôn, vừa lạ miệng vừa rất là dễ ăn. Nồi lẩu kim chi thì nấu cũng rất là nhanh, khoảng là 10 phút thì chúng ta có ngay một cái nồi lẩu kim chi thơm ngon hấp dẫn như thế này nè. Chỉ cần có kim chi và thêm một số gia vị thì chúng ta có ngay một cái nồi lẩu thơm ngon và hấp dẫn. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Ở đây em sử dụng là một quả lê, khi em mua nó là 250g nha. Rồi mình đem về mình gọt cho nó sạch vỏ, rửa sạch nha cả nhà. Rồi bây giờ thì em sẽ cắt cái quả lê này ra. Nếu mà cả nhà không có mua được lê thì mình sử dụng trái táo cũng được. Nhưng mà mình sử dụng cái trái lê thì nó sẽ ngọt hơn nha cả nhà. Và đây là cái bí quyết giúp cho cái nồi lẩu kim chi được ngọt và ngọt rất là thanh, ngọt rất là tự nhiên là do thành phần là có cái trái lê này nè cả nhà. Bây giờ thì em sẽ cho hết cái quả lê này vào một cái máy, sau đó mình sẽ xay nhuyễn cái trái lê này ra nha. Tiếp theo thì em có chuẩn bị ở đây là kim chi. Kim chi thì em đã có chia sẻ với cả nhà cái cách làm ở những cái video trước rồi. Ai chưa xem thì em sẽ để cái đường link dưới phần bình luận video này để cả nhà xem cách làm chi tiết nha. Thì ở đây em sử dụng là 700g kim chi nha cả nhà. Em có là hai cái củ hành tím và hai tép tỏi băm nhỏ. Em chuẩn bị thêm một ít hành lá. Bây giờ em sẽ bắt cái nồi lên, cho vào đây là 800ml nước dừa tươi, cái loại dừa già để nấu nước ngọt để kho thịt đó cả nhà. Đó, rồi tiếp theo thì em sẽ cho vào đây là 900ml nước lọc, vậy tổng cộng sẽ là 1,7 lít nước nha cả nhà. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nấu cái nồi này cho nó sôi ha. Thì trong thời gian chờ đợi cái nồi nó sôi thì mình sẽ đi làm bước kế tiếp. Em cho vào chảo là 2 muỗng canh dầu ăn, sau đó mình cho hết cái phần hành với tỏi băm nè, đó, mình cho vào đây mình sẽ phi thơm cái phần hành tỏi băm ha. Sau khi mà hành tỏi nó vàng thơm như thế này thì em sẽ cho hết cái phần kim chi vào đây, mình sẽ xào kim chi sơ lên. Thì cái bước này sẽ giúp cho cái nồi lẩu của chúng ta được thơm hơn. Thì cả nhà lưu ý kim chi mình sử dụng là cả nước lẫn cải nha cả nhà. Thì do là cái phần nước nó hơi ít cho nên em cho hết một lượt vào đây xào luôn. Còn nếu mà cả nhà sử dụng cái phần nước nhiều hơn thì mình chỉ cho cải vào đây mình xào thôi, mình giữ phần nước lại chút xíu nữa mình cho vào nồi lẩu sau nha. Thì mình sẽ đảo sơ kim chi trong vòng 1 phút là được rồi. Để cho kim chi nó thơm á thì mình cho vào nồi lẩu nó sẽ ngon hơn. Như vậy là được rồi nè. Bây giờ thì em sẽ tắt bếp nha. Và một cái lưu ý rất là quan trọng, kim chi mình làm xong thì mình để từ nửa tháng trở lên thì mình nấu lẩu mới ngon nha cả nhà. Thì lúc đó kim chi nó lên men chua nhiều thì mình nấu lẩu nó có vị chua nó mới ngon. Còn nếu mình mới làm thì mình đem nấu lẩu thì nó không có vị chua, nó sẽ không ngon ha. Thì sau khi cái nồi nước của mình nó sôi rồi thì em sẽ cho hết cái phần kim chi vào đây nha. Bây giờ em sẽ cho cái phần trái lê mình xay nhuyễn vào đây nè. Em sẽ nêm vào đây là nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm chay. Tiếp theo em sẽ nêm vào đây nửa muỗng canh nước mắm chay và nửa muỗng canh nước tương.
Để tạo màu đẹp hơn cho nồi nước lẩu thì em dùng là một muỗng canh ớt bột Hàn Quốc. Và cho thêm vào đây là một muỗng canh tương ớt. Nếu mà cả nhà có tương ớt Hàn Quốc thì cả nhà cho tương ớt Hàn Quốc nó sẽ thơm hơn nha. Còn nếu mà cả nhà không có ớt bột Hàn Quốc á, thì mình cho tương ớt không cũng được ha. Thì cái phần ớt bột và phần tương ớt á cả nhà, thì mình giúp cho cái màu nồi lẩu nó đẹp hơn thôi, chứ nó không ảnh hưởng đến cái gia vị nha cả nhà. Đó, bây giờ á, mình sẽ quậy đều lên để cho gia vị nó tan và mình nấu cho cái nồi này nó sôi lên nha. Đây cả nhà nhìn nè, kim chi rất là ngon luôn. Nó cải thì nó chua và nó rất là giòn nè. Và kim chi này thì em để được là 1 tháng rồi đó cả nhà. Thì cũng tùy vào cái độ chua của kim chi và cái độ ngọt của nước dừa và cái trái lê á, thì cả nhà nêm nếm để cân chỉnh lại chút xíu theo khẩu vị gia đình nha. Thì cái nồi lẩu kim chi này cái vị nó sẽ chua chua thanh nhẹ nhẹ, chứ nó không phải kiểu mà chua như lẩu Thái của mình mà chua ngọt nha cả nhà. Nó không phải giống vậy ha. Thì nếu mà mình nấu kim chi mà mình nấu kiểu mà chua ngọt kiểu theo lẩu Thái thì ăn rất là ngán luôn. Thì cái nồi lẩu này mình nấu khoảng 10 phút là được rồi. Cả nhà không cần phải nấu lâu quá đâu. Tại vì mình còn bắt lên làm lẩu nữa, nó còn sôi nữa cả nhà. Nấu lâu quá kim chi nó mềm ruột thì nó cũng không có ngon nha. Đây cả nhà nhìn phần nước lẩu nè, nó không hề bị sánh nha cả nhà. Nếu mà cả nhà thấy cái nồi nước lẩu nó sánh thì ăn ngán lắm. Nồi lẩu này thì mình nấu tầm khoảng là 4 đến 5 người ăn nha cả nhà. Thì cái phần rau ăn kèm thì em có cải thảo, nấm bào ngư, chả, chay và đậu hũ non ha. Lẩu kim chi thì mình sẽ ăn kèm với mì gói và mình sẽ chấm với lại nước mắm chay nha. Tết này mình nên đổi gió bằng cái món lẩu kim chi này, nó vừa lạ miệng và vừa rất là ngon và dễ ăn. Vị chua chua, thanh thanh, cay cay, nhẹ nhẹ nè. Và đặc biệt món này á, rất tốt cho cái hệ tiêu hóa và những ai mà đang bị cảm cảm á cả nhà, ăn nồi lẩu kim chi này cũng có thể giải cảm được nha. Vậy là em đã vừa chia sẻ với cả nhà cách nấu lẩu kim chi chay siêu đơn giản và vô cùng ngon miệng luôn. Hy vọng rằng cả nhà mình sẽ yêu thích cái gợi ý món chay ngày hôm nay. Nếu theo thích kênh, cả nhà hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nha. Đừng quên like video và chia sẻ về cho mọi người cùng xem. Bây giờ thì em xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo.